Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy ta rằng, lòng con khá ghi nhớ các lời ta, hãy gìn giữ mạng lệnh ta thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến. Sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và bán cho con một mão triều thiên vinh quang. Hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận các lời ta thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên. Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã. Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó vì là sự sống của con. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó. Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Vì nếu chúng nó không làm điều ác thì ngủ không đặng. Bằng chưa gây cho người nào vấp phạm thì giấc ngủ bị cất khỏi chúng nó. Vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự hung hăng. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả. Hãy dời chân con khỏi sự ác. Thơ thứ ba của Văn. Trưởng lão đặt cho Gai Út là người yêu dấu mà tôi thật thương yêu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Jesus Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Tôi đã viết mấy chữ cho hội thánh rồi, nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm,
là lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời, còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Mọi người đều làm chứng tốt cho Demetrius, và chính lẽ thật cũng chứng cho. Chúng tôi cũng làm chứng riêng cho người. Anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là hiệp với lẽ thật. Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút. Tôi ước ao tới thăm anh cho sớm, và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với nhau. Nguyện xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người. Chương 3. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt hai cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Meremot, con trai của Uri, cháu của Hakot, lo sửa xây. Kế chúng, Mesulam, con trai Berekia, cháu Mesesa Leon, làm tu bổ. Kế chúng, Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng, những người Tekua, tu bổ. Song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình. Yoyada, con trai của Phasea và Mesulam, con trai của Besodia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia là người Gabaon và Gia-đôn là người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mít-ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng, Usien, con trai hạt Ha-gia, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ, Rephaia, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, tu bổ. Kế họ, Jedaya, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người, Hát Túc, con trai của Ha-sáp-nia, tu bổ. Mankia, con trai của Harim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát-mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem, và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1,000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankia, con trai Rekab, quản lý quận Bết Hát Kerem, sửa cái cửa phân. Người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Salun, con trai của Côn Hô Xe, quản lý quận Mít Ba, sửa cái cửa giếng. Người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then. Cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua, và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Kế người Nehemi, con trai của Abuk, quản lý phân nửa quận Bethsura, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến ao đã đào, và cho đến nhà của các dõng sĩ. Kế người Rehum, con trai Bani, người Levi, tu bổ. Kế người Hashabia, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ về phần quận mình. Kế người có anh em của họ là Ba Vai, con trai của Henadad, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ. Kế người Ese, con trai của Josue,
quản lý MiG-3, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. Sau người có Baruch, con trai của Sabai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm. Sau người có Meremoth, con trai Uri, cháu Hakot, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Sau người có những thầy tế lễ là kẻ ở đồng bằng Jordan tu bổ. Kế chúng Benjamin và Hashub tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng Asaria, con trai của Maaseya, cháu Anania, tu bổ phía bên nhà mình. Kế người Binui, con trai của Henadad, sửa một phần khác, từ nhà Asaria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. Phalan, con trai của Usai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phedaya, con trai của Pharos tu bổ. Và người Nethinim ở tại Ophên cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra. Kế người ấy có người Thecoa sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ophên. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Sau chúng, Sadoc, con trai Ime, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Shemaya, con trai Shekania, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. Kế người Hanania, con trai của Shelemia và Hanun, con thứ sáu của Salab, sửa một phần khác. Kế chúng Mesulam, con trai của Berekia, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế người Mankia, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nethinim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa chiên. Chương 4. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia, người Ammon ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn
trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng. Khá nhớ, Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giuđa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra. Mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Chương 5. Khi ấy, có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng: chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng: trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng: chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ. Này, chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có, chuộc lại anh em chúng ta là người Giuđa mà đã bị bán cho các dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói: điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em chính ngày này hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Chúng nói rằng: chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng: phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn,
nguyện hắn bị rũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói: Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ạt-ta-xét-xê, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc. Đến đổi, các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại, tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.